Chuyên gia Mỹ bị bắt, Virgil Griffith bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Los Angeles hôm 28 tháng 11 vì trước đó khuyên Triều Tiên sử dụng tiền ảo để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Virgil Griffith 36 tuổi, có hộ chiếu Mỹ, nhưng hiện sống tại Singapore và làm việc cho công ty phát triển tiền ảo và blockchain Ethereum. Tháng 4 năm 2019, Virgil Griffith tham dự cuộc hội thảo về blockchain và tiền ảo tại Bình Nhưỡng. Tại đây, chuyên gia này khuyên Triều Tiên nên sử dụng tiền ảo để tránh lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Hành động này đã vi phạm lệnh cấm của Bộ Ngân khố Mỹ về xuất khẩu bất cứ sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ nào cho Triều Tiên, một phần trong biện pháp hạn chế chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, các quan chức Triều Tiên tại hội thảo rất quan tâm tới bài trình bày của Griffith. Theo đó, chuyên gia này bắt đầu lên kế hoạch xúc tiến trao đổi tiền ảo giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Việc này vi phạm lệnh cấm của Mỹ. Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, Griffith tuyên bố sẽ từ bỏ hộ chiếu Mỹ và mua tư cách công dân nước khác. Cách đây 11 năm, Griffiths từng được New York Times gọi là tin tặc huyền thoại. Chuyên gia này từng có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Viện Công nghệ California, CIT. Năm 2016, Griffiths gia nhập Ethereum, công ty phát triển nền tảng blockchain toàn cầu cho doanh nghiệp và lĩnh vực tài chính. Ethereum đặt trụ sở tại Singapore.